Hợp tác xã Nông nghiệp Thống nhất Xuân Lam vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027, cùng dự có lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh và các phòng ban huyện. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do chịu tác động chung của nền kinh tế thị trường, thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh, giá cả vật tư tăng cao, song hợp tác xã đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt công tác chỉ đạo điều hành, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Tổng sản lượng trồng trọt năm 2021 đạt 2.367 tấn, tăng 795 tấn so với đầu nhiệm kỳ. Tổng đàn gia súc có 1.518 con. Hợp tác xã cũng phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh tổ chức mở lớp tập huấn với gần 350 thành viên tham gia. Hàng năm hợp tác xã đã tìm các loại giống phù hợp, hiệu quả, phân bón chất lượng và giá cả hợp lý để cung ứng cho bà con. Mỗi năm đầu mùa vụ, hợp tác xã cung ứng trên 50 tấn phân bón các loại. Sau khi thu hoạch xong mới thu nợ, tạo điều kiện cho các thành viên, nhất là những hộ khó khăn. Hợp tác xã cũng đã trích hàng chục triệu đồng để hỗ trợ các thôn làm mương thoát nước, đường giao thông và làm sân chơi cho trường mầm non. Trong nhiệm kỳ, hợp tác xã đã xây dựng được hơn 3 km kênh mương, xây mới 150 cống tiêu úng từ nguồn hỗ trợ và sự đóng góp của nhân dân. Tại đại hội, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến và báo cáo hoạt động cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp tục tổ chức các hoạt động dịch vụ phát triển sản xuất, công tác điều hành nước tưới tiêu, cải tạo hệ thống kênh mương để phục vụ nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, đại hội đã bầu ra hội đồng quản trị hợp tác xã và ban kiểm soát hợp tác xã nhiệm kỳ 2022-2027.